Xin chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Hiện tại là 16 giờ ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 2024. Thì trước mặt anh em là một cái cây mai tàn, cây đã được con tàn phá bầu lên chậu vào cái thời điểm là cuối tháng 2. Hôm nay nó được là hơn 2 tháng. Thì cây mai nó đang ra cái cơ lá thứ hai. Cái cơ đá đầu là lá nó già, cơ lá thứ hai là anh em thấy ha. Thì nó được 2-3 cơn mưa thì cây nó đang phát tược đi chồi rất là dài. Thì đối với những cái cây mai tàn zin thì cái việc mà bón phân đầu năm, khi nào bón phân và bón phân gì, đó cũng là cái câu hỏi mà rất là nhiều anh em đang quan tâm. Đặc biệt là bón cho những cái cây mai nuôi chậu thì nó khó hơn so với những cái cây mai trồng đất cũng như là nuôi bồn. Đối với những cây mai nuôi chậu á, do chúng ta phải cung cấp nước cũng như là dinh dưỡng thường xuyên cho cây để đảm bảo cái cây là nó luôn luôn là nó phát triển tốt, ổn định, lâu dài, để tránh trường hợp cái cây nó bị sượng, nó bị suy. Thì đối với những cái cây mai mà sau Tết đó, thì cái giai đoạn mà nắng nóng thì anh em rất là ngại vấn đề bón phân, đa phần là dùng thuốc dưỡng tưới cho cây trong giai đoạn đầu. Khi mà cây mai nó bắt đầu nó ra cái cơ lá thứ hai thì anh em có thể bón dặm cái phân hữu cơ, là cái sản phẩm mà anh em có thể tin cậy để dùng bón cho cây. Bởi vì cái phân hữu cơ á, hàm lượng NPK ở trong phân nó không có cao, thì khi anh em bón nó sẽ giúp cây nó sẽ lấy dinh dưỡng từ từ, nó lên nó nuôi. Trong giai đoạn mà sau Tết thì cây nó thường rất là nghèo dinh dưỡng, thì nó sẽ tránh cái trường hợp là quá nắng nóng thì cái cây nó cũng khó mà nó bắt được dinh dưỡng nhiều. Cho nên cái việc mà ưu tiên hàng đầu là sử dụng phân hữu cơ. Thì cái nguồn phân hữu cơ á, thì anh em có thể sử dụng từ phân chuồng hoặc là phân mà công nghiệp là được sản xuất từ nhà máy. Thì cái phân chuồng á, thì cái hàm lượng NPK nó không có ổn định, thường anh em dùng để bón lót nhiều hơn. Còn nếu khi đưa vô cái quá trình mà chăm sóc để cây nó có cái độ ổn định á, mình kiểm soát được á, thì thường là chọn cái phân công nghiệp là của những cái công ty tập đoàn nó sản xuất, thì cái hàm lượng NPK nó chỉ định rõ, thì chúng ta chỉ cần chọn cái dòng sản phẩm đó để chúng ta bón. Thì cái cây mai này á, Cây Cảnh Đại Việt đã bón một lần và ngày hôm qua là bón lần thứ hai. Cái chu kỳ bón phân hữu cơ á, trên cây mai nuôi chậu á, thường là khoảng những cái cây lớn như thế này á, là mình bón là chu kỳ khoảng 1 tháng mình sẽ bón một lần, là bằng cái hình thức là mình rải. Thì cái phân này rải ngày hôm qua á, thì hôm nay nó được có những cái cơn mưa nhỏ thì phân nó bắt đầu nó cũng đã tan này. Bón nhiều hay bón ít thì khi anh em bón phân thường xuyên á, thì quen rồi á, thì mình nhìn cái mật độ phân, phân bố những cái hạt phân ở trên chậu á, là mình bón rất là quen. Còn nhiều anh em chưa có quen á, thì một cái chậu như chậu này, chậu mét tư nè, thì mình bón tầm khoảng 2 chén cơm. Trước đây á, thì mình cũng sử dụng rất là nhiều loại phân, như phân Úc có nè, phân Hà Lan có nè, phân gà Nhật có nè, phân dơ có nè, là thậm chí phân chuồng cũng có. Nhưng sau khi sử dụng nhiều cái loại phân như vậy á, thì mình thấy cái phân gà viên của Nhật á, thì sử dụng mình thấy nó tương đối là nó ok nhất. Còn cái phân dơ á, thì nó hơi giá thành nó hơi cao, thì mình sẽ không chọn ở đây. Cái phân gà viên của Nhật á, thì cũng rất là nhiều cái sản phẩm mà của nhiều công ty sản xuất tùy theo. Thì ở đây cái dòng sản phẩm ở đây á, là mình đã xài ở nay cũng được 3 năm. Thì cái phân gà này á, nó được có một cái đặc điểm là nó ít cái mùi hôi, Cái thứ hai á, là nói chung là nó tan gần như là hoàn toàn và nó không có tạo cái độ lèn ở trên cái bề mặt của chất trồng, và tan gần như là 100%. Cái đặc biệt ở cái phân gà viên này á, là có chỉ số đạm là 2.3, lân là 5.4 và kali là 2.9 và cái độ pH 6.7. Đặc biệt là trong cái phân này á, nó có hai cái nguyên tố trung lượng là canxi và magie. Canxi nó sẽ giúp đẩy đạm lên cây rất là nhanh, cũng như là magie sẽ đẩy lân lên, giúp cho cây hấp thu đạm lân một cách rất là nhanh, cũng như là kali. Kali thì nó đẩy nước lên, thì nó sẽ tăng cái hiệu quả của cái việc sử dụng phân. Như anh em bón phân á, mà phân nó lấy mà nó có thêm cái trung lượng mà nó đẩy lên thì nó giúp cho cái hiệu quả việc sử dụng phân nó rất là cao. Mình không cần phải bón phân nhiều, mình bón một lượng vừa đủ thì cây nó hấp thu hết dinh dưỡng của cái phân, thì nó sẽ tạo ra một cái bài toán là kinh tế. Còn những cái loại phân mà khi mình bón á, nó chỉ có đạm lân kali thôi, thì nó phụ thuộc vào cái nhu cầu lấy của cây. Có nghĩa là cây nó mạnh, bộ lá nó nhiều, rễ nó mạnh thì nó lấy, còn nó lấy không hết thì nó sẽ bị rửa trôi khi chúng ta tưới nước hoặc là trời mưa, thì cái phần phân ở đây á, là nó sẽ bị tan, thì cái vấn đề sử dụng phân nó sẽ không có hiệu quả. Đối với những cái cây mai ai tàn á, hay là những cái cây mà cái phơm chuẩn rồi á, thì mình sử dụng duy nhất một cái loại phân này và dùng từ đầu năm cho đến cuối năm. Khi cái giai đoạn nào mình cần hỗ trợ thêm phân bón lá NPK thì mình sẽ bổ sung. Còn trong giai đoạn mà đầu năm thì đa phần là mình bón cho cây bằng cách là sử dụng những cái phân hữu cơ như thế này, thì nó thấy nó kinh tế hiệu quả hơn. Còn cái phân dơ á, thì cái tỷ lệ NPK của nó cao hơn cái phân gà này và theo cái tỷ lệ cũng na ná, nhưng mà phân dơ thì giá thành nó cao, với hai nữa là mình phải tìm được cái nguồn cung cấp nó ổn định. Chứ cái chỉ số NPK ở trong phân dơ thì do là cái thiên nhiên tự nhiên á, thì nó không có ổn định, cho nên nếu mà có điều kiện mình tìm được thì mua xài cũng rất là tốt. Nhưng ở đây thì cái phân này giá thành nó rẻ hơn nhiều, cho nên đây mình sẽ chọn cái dòng sản phẩm này để bón cho cây. Quan trọng là nó có thêm cái canxi và magie. Khi anh em bón lên, cây nó sẽ lắc lên, anh em sẽ thấy rất là rõ. Cái lá nó sẽ xanh dày như thế này nè. Đúng không? Rồi, còn cái cây bên đây là cũng là cái cây mai vàng. Thì cái cây này mình ghép siêu bông bình lợi. Thời điểm hiện tại nó cũng đang ra cái cơ lá là cái cơ thứ 3. Thì mình cũng đã bón phân cho nó vào ngày hôm qua. Thì phân anh em thấy là sau một đêm và một ngày hôm nay thì cái lượng phân nó tan ha. Tan chắc cũng được khoảng 20-30%. Thì nói chung là cái phân cái giai đoạn 2 á, là cái chỉ số lân cao là nó tăng chậm hơn cái loại mà giai đoạn 1. Thì cái bao này nè là giai đoạn 1 thì cái chỉ số nó là khác là 4, 3.5 và 3.5. Cái này á, thì mình bón cho những cái cây mà cần nuôi cái nhánh. Thì giờ đây là cây mai ghép, mình cần đang nuôi cái nhánh để cho nó dài ra, nó mạnh ra, thì mình sẽ chọn cái sản phẩm là có chỉ số đạm cao hơn chút xíu để giúp cây nó đi tược, nó phát tược nhanh hơn. Thì đối với những cái cây mai mà anh chị nuôi á, mà bộ rễ nó đã mạnh rồi á, thì cái bắt đầu từ cái cơ lá 2 là anh em bón phân thoải mái, đặc biệt là cái phân hữu cơ này. Nói chung mình không sợ phạm phân, cũng không sợ là hư cái rễ cám. Đặc biệt nha, từ cái cơ lá 2, giờ riêng cái cây này là cơ lá 3 rồi. Và thời điểm này cũng đã mưa xuống cũng nhiều cây rồi, cây nó thời tiết nó cũng dịu rồi, cái bộ rễ cây nó cũng mạnh, tàn nhánh thì nó phát triển. Thì việc mình sử dụng mình bón phân cho cây á, là cần thiết để cho những cái lá này nè nó sẽ bắt được phân, nó sẽ mạnh, nó to lên. Còn cái giai đoạn đầu năm anh em thấy cái lá nó nhỏ hơn không, nó cũng dày ha, xanh mà nó nhỏ hơn, nhưng mà bắt đầu từ cái cơ lá 2, cơ lá 3 thì lá nó sẽ to hơn. sẽ thấy rõ. Thì cái cây mai này á, là ghép trước Tết, cho nên là cái cơ lá đầu anh em thấy nó nhỏ hơn nhiều so với cái cây mai bên đây. Thì cây mai bên đây á, là cây mai zin, mà và để mà qua tới cuối tháng 3 đầu tháng 4 mình mới bón phân. Ở đây nó có một cái điểm lưu ý là khi anh chị dùng những cái sản phẩm mà mình mua mình bón á, thì ngoài cái nguyên tố đa lượng là đạm lăng kali, nếu như nó không có trung lượng là canxi magie thì mình có thể tìm mua những cái sản phẩm bên ngoài bổ sung thêm, miễn sao có canxi magie để mình bổ sung để nâng cái hiệu quả, giúp cho cái cây mai nó hấp thu dinh dưỡng cao hơn. Còn những cái dòng sản phẩm mà nó có rồi thì rất là tiện lợi, ví dụ như cái sản phẩm này thì nó có, thì mình chỉ cần dùng nó là mình rải thôi. Thì đối với những cái cây mai lớn chậu to thì mình rải. Còn cái cách mà bón phân mà để hiệu quả ha, thì anh em nên tưới nước trước cho cây, ít nhất là khoảng nửa tiếng đến một tiếng tưới trước rồi rải phân lên. Thì cái buổi tối cái hơi ẩm nó bốc lên, nó sẽ giúp cái viên phân của mình mềm, và sáng ngày mai bắt đầu mình tưới nhẹ qua thì phân nó tan ra một cái lượng nước vừa đủ thôi để cây nó hấp thu. Không được tưới quá nhiều là nó phân nó trôi sẽ lãng phí, tại vì mình nuôi cây trên chậu nó dễ thoát ra ngoài lắm. Còn nếu mà may mắn nữa gặp trời mưa mà mưa nhỏ thì quá ok luôn. Cây bên đây cũng vậy. Nhánh bây giờ nó dài được khoảng 40 rồi, chiều dài của nhánh. Nói chung là đầu năm thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, cây thì chưa bón phân, chỉ sử dụng thuốc dưỡng thì cái bộ lá cây mai đa phần nó không được đẹp. Bắt đầu từ thời điểm này trở đi là lá mai rất là ok. Cây này bông ha. Wow. Cái lá nè, đúng cái lá của nó, lá mặt nó mượt ha, rất là to. Thì nó bắt được cái phân á, là đầy nụ. Thì cái phân á, là mình sẽ rải với mặt độ như thế này. Anh em có thể xem qua cái mật độ này rồi mình sẽ rải thôi. Nói chung cái phân hữu cơ rải thì nó thoải mái hơn, nó không cần phải định lượng một cách chính xác như là phân vô cơ. Thì cái phân vô cơ tỷ lệ NPK rất là cao, gấp 8 đến 10 lần cái phân hữu cơ, cho nên nếu mà anh em bón lỡ nhiều cái là rất là dễ bị cháy rễ, hư rễ. Cây này nó phát lá rất là mượt, nó to. Bên cạnh đó, nếu như anh em ở những cái vùng mà nước phèn ha, nước phèn nói chung là cái pH nước nó không được tốt á, nó không đạt từ 6 chấm trở lên á, thì khi tưới vào mai á thì nó sẽ làm cho cái pH đất trong chậu của mình á, hay gọi là pH đất chậu nó thấp, thì cây nó cũng không có phát triển lắm. Thì anh em có thể sử dụng thêm cái sản phẩm này để tăng cái pH, tăng pH đất nè ha, khử phèn. Nói chung là khử phèn là nó sẽ là giúp cho cái pH đất tăng lên. Cái thành phần chính của nó là nó gồm canxi oxit nè, chiếm tỷ lệ 38 đến 44%, magie oxit nè, sắt nè. Thì hai cái nguyên tố này là trung lượng, chính là cái nguyên tố mà mình đề cập ở lúc nãy. Thì đây là một trong những cái sản phẩm là mình vừa bổ sung cho cây nhưng mà giúp tăng cái pH lên, cũng như là bổ sung canxi magie. Nó sẽ hỗ trợ cho những cái phân mà anh em bón thiếu cái canxi magie, ví dụ như là phân dơ nè, thì nó chỉ có đạm lăng kali thôi. Hoặc là những cái dòng phân hữu cơ ở ngoài thị trường nó không có hai cái nguyên tố này. Thì anh em có thể là sử dụng thêm. Còn cái cách pha đối với cái chai này là 1 lít nè. Nó ở dạng sữa thì nó hòa tan rất là tốt trong nước, tốt hơn những cái loại dạng bột. hòa tan cây hấp thu rất là nhanh. Thì tỷ lệ pha một thùng bê 20 lít nước anh em pha cho mình là 4 nắp này, thì tương đương với cái chai này là pha khoảng 240 lít nước. Thì để mình tưới lên cái bề mặt của cái chậu cây, mình tưới một cái lượng vừa đủ để cho nó ướt thấm đều cái bộ rễ. Rồi nếu như pH nó thấp quá thì mình pha đậm thiếu chút xíu, còn nếu mà pH của mình nó khá thì mình pha loãng lại. Nói chung cái này chu kỳ khoảng chừng 2 tháng mình tưới một lần, còn nếu anh em nào có điều kiện thì 1 tháng mình tưới một lần. Nó hỗ trợ rất là tốt. Đối với những cái cây mai mà thành phẩm á, nhất là những cây bonsai, là mình sử dụng cái sản phẩm này rất là nhiều. Mình không sử dụng những cái loại phân mà có đạm cao, đa phần là sử dụng lăng Kali và trung vi lượng thôi. Thì nó sẽ giúp cho cái lá mai á, là nó dày, nó to, nhưng mà cái mắt lá nó khít, nó không có thưa. Thì cái lá mai mà nó bắt phân nó dày xanh như vậy nè, là đạt chất lượng. Mình nuôi cái lá mai mà nó to, nó đẹp, nó dày, nó bự, càng bự thì bông càng to. Tại vì lá mai á, là nó ra rất là so le, ra trước ra sau, cho nên mình phải đảm bảo vấn đề dinh dưỡng cho nó ổn định liên tục thì lá mai nó mới đều được. Cây bên đây cũng bung. Cây này thì để cho nó lớn thời gian nữa đi rồi mình sẽ vô dây. Đây nó ra đây khoảng gan. Lá này thì nó chưa bự lắm. Như vậy thì đầu mùa mưa anh em có thể tự tin ha, bón phân, quan sát cái bộ lá của cây mai để mình có thể bón phân cho cây. Ở trong bón phân á, thì không nên bón quá nhiều, bón một lượng vừa đủ hoặc là ít, nhưng mà mình bón thường xuyên nó vẫn tốt hơn là bón nhiều ha. Nó nguyên tắc là như vậy. Và lỡ nó phạm phân á, thì phân nó nhiều quá, nó nóng á, thì nó hư rễ cám, thì cái cây của mình nó rất là dễ bị nó sẽ biểu hiện là nó sẽ bỏ những nhánh nhỏ nè, nước già nè, nếu phạm phân. Rất là nhiều anh em á, là trộn 3-4 thứ phân lại luôn, rải luôn. Thực tế là có rồi cây nó bị phạm phân, nó nóng, nó nứt thân luôn. Thì mình đi xử lý một số vùng mai là gặp những tình trạng như vậy là có. Như vậy thông qua clip này một lần nữa, với những cái thông tin hy vọng là anh em sẽ nắm sâu hơn về cái cách sử dụng phân trong cái giai đoạn đầu mùa mưa để bón cho cây, những cái cây mà tàn zin nó đủ tàn hoặc là những cái cây mà đang cần tàn nhánh nuôi để phát triển, thì mình lựa chọn những cái phân gì để mình bón cho nó phù hợp, cho nó đúng. Cuối cùng Cây Cảnh Đại Việt cũng xin gửi lời chúc đến tất cả quý anh chị, lời chúc sức khỏe và thành công. Xin thân ái chào tạm biệt.